Người đàn ông 47 tuổi từng phát hiện ung thư dạ dày 5 năm trước. Gần đây, sau ca phẫu thuật tắc ruột, các bác sĩ lại phát hiện ánh mắc ung thư đại tràng ở hai vị trí hiếm gặp. Được biết, bệnh nhân từng phẫu thuật cắt gần toàn bộ dạ dày khi phát hiện ung thư, nạo vét hạch và điều trị hóa chất bổ trợ 8 chu kỳ ổn định. Cho đến tháng 11 năm 2022, anh có tình trạng tắc ruột cấp cứu do u đại tràng, được phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh, nội soi đại tràng và dạ dày anh cho biết, phát hiện ung thư đại tràng ở hai vị trí, đại tràng góc gan và ung thư đại tràng trái hiếm gặp. Ngay sau đó, người bệnh được hội trần điều trị với phác đồ hóa chất tiền phẫu. Do 3 chu kỳ, bác sĩ đánh giá khối u đại tràng đáp ứng một phần, chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng, nạo vét hạch. Sau 9 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, được xuất viện. Thạc sĩ Phạm Đức Tuấn, khoa phẫu trị, xạ trị và y học hạt nhân, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí nhận định người bệnh này khá đặc biệt vì mắc ung thư đại tràng, đồng thời ở hai vị trí trên tiền sử ung thư dạ dày đã điều trị ổn định. Bởi thông thường, hầu hết trường hợp ung thư đại trực tràng chỉ đơn độc ở một vị trí như là manh tràng, đại tràng phải, đại tràng ngang, đại tràng sigma hoặc trực tràng. Tiến sĩ Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Ca Trung ương cho biết, ung thư đại trực tràng có biểu hiện ở mọi bộ phận liên quan đến đường tiêu hóa. Một số biểu hiện thường gặp như là hơi thở hôi, hay ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng bụng trước hoặc sau khi ăn. Đau quặn bụng, đau dâm gian là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa do nhiễm khuẩn. Xong, một vài trường hợp nó báo hiệu sự tồn tại của các khối u ở dạ dày, ruột, chán ăn, khó tiêu, đầy bụng trên vùng rốn, ăn không ngon là tình trạng thường thấy ở người bệnh ung thư đại tràng. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, sút cân. Khi có dấu hiệu đau quặn bụng, mất dặn, khó chịu đi ngoài, rất có thể là dấu hiệu ung thư đại tràng.